tử vi thứ bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 14 tháng 2 năm 2024 âm lịch, ngày Bính Tuất, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Xung ngày, Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý, Nhâm Tuất xung tháng, Ất Dậu. Quý Dậu, Quý tỵ Quý Hợi thứ bảy này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày vn. 1. Tuổi tí ngày 23 tháng 3 năm 2024 một người nào đó đã chỉ cho con giáp tuổi tí biết đâu là lợi thế của mình dưới sự nâng đỡ của tam hội. Nhờ thế mà bạn gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể biết cách tự an ủi động viên bản thân thiên quan chỉ ra việc tuổi tý gặp rắc rối chỉ vì bạn đang cố gắng giữ lại những cảm xúc của mình và che giấu chúng đằng sau các nhu cầu khác để cho chuyện tình cảm đi đúng hướng thì bạn cần biết chia sẻ với người ấy đừng cố tỏ ra mình là người hoàn hảo làm gì lúc này bạn nên ưu tiên giải tỏa những cảm xúc tiêu cực trong lòng bạn có thể dọn dẹp không gian sinh hoạt vì không gian sống thoáng đáng sẽ giúp bạn cải thiện cảm xúc và bắt kịp lại những niềm đam mê của bản thân. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường, đỏ. Trắng quý nhân phù trợ, tỵ ngọ. Hai, tuổi sửu ngày 23 tháng 3 năm 2024 thời gian này, con giáp tuổi sửu làm gì cũng thấy an tâm khi có người thân ủng hộ nhất là ngày tam hội xuất hiện bạn thường xuyên nhận được những lời động viên đúng lúc người tuổi sửu có cái nhìn vô cùng mới mẻ và lạc quan trong ngày thực thần nâng đỡ không những thế những tấm gương tốt xung quanh cũng trở thành động lực để bạn cố gắng nhiều hơn đó là nền tảng khá vững chắc cho cuộc sống tương lai của bạn ngay cả khi mọi sự thuận lợi bản mệnh cũng không được tiêu xài quá hoang phí và không quên để dành một khoản tiền đề phòng rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc đó bạn càng thấy rõ việc có tiền mang lại cho bạn những lợi ích đáng kể. Giờ tốt, chứng giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, hồng, đen quý nhân phù trợ, thìn, mão. Ba, tuổi dần ngày 23 tháng 3 năm 2024 người tuổi dần vui tươi, thoải mái trong ngày lục hợp che chở, bạn tìm ra được không gian riêng để tự do thoải mái thể hiện con người mình. Bên cạnh đó, có nhiều người ghi nhận công sức của bạn, chính ấn giúp con giáp tuổi dần cảm thấy tự hào với những gì mình làm được. Có thể chúng không hoàn hảo nhưng cho thấy bạn đã thực sự nỗ lực rất nhiều so với trước đây. Khi tự giảm tải những áp lực trong lòng thì sức khỏe của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Cho dù ai đang bệnh tật cũng cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái, lạc quan hơn bằng cách tập trung vào điều tích cực, mang lại nhiều năng lượng sống. Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, hồng vàng quý nhân phù trợ, mùi, tuất. bốn tuổi mão ngày 23 tháng 3 năm 2024 xem tử vi miễn phí những góc nhìn mới mẻ của người ấy dường như càng gia tăng sức mạnh sự sáng tạo cho con giáp tuổi mão trong ngày tam hợp ghé thăm người độc thân thời gian này cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng những cánh cửa hạnh phúc đang mở ra để đón chờ bạn bước vào nguồn động viên mới từ thiên ấn giúp con giáp tuổi mão tự tin hơn cho dù hiện tại bạn biết rằng mình vẫn còn có những thiếu sót nhất định sự khiêm tốn và ham học hỏi cũng giúp bạn nhận được sự quý mến tôn trọng từ đồng nghiệp thủy mộc tương sinh hỗ trợ cho các kế hoạch liên quan đến tiền bạc của người tuổi mão hanh thông thuận lợi hơn bạn tránh được một số rắc rối không hay khi biết nghe ngóng thông tin, ưu tiên các giải pháp an toàn ở thời điểm hiện tại. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, đen. Trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Nam Tuổi Thìn ngày 23 tháng 3 năm 2024 thương quan chỉ ra những thay đổi tiêu cực trong cách nhìn nhận vấn đề của con giáp tuổi Thìn, đó là lý do bạn tức giận, nóng vội. Có thể bạn sẽ trở nên hấp tấp, nên bạn cần phải cẩn thận lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo của mình. Nhờ một động lực nào đó mà con giáp tuổi Thìn lúc này sẽ hướng đến các thói quen lành mạnh và có đổi mới trong cách rèn luyện sức khỏe những thay đổi tưởng rất nhỏ thôi cũng đã giúp bạn cải thiện rõ tình hình sức khỏe trong thời gian ngắn thủy thổ xung khắc điềm báo bản mệnh rất dễ để mất tiền nếu vừa để dành được một chút tiền thì nhớ cất kỹ đi nhé đừng cho ai mượn vì sẽ không có cơ hội được trả lại đâu bạn cũng nên học cách nhận diện ai là người nên cho vay mượn còn ai thì nên đề phòng giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, mão, tuất. 6. tuổi tỵ ngày 23 tháng 3 năm 2024 người tuổi tỵ nên thận trọng trong cách ăn nói, giao tiếp với mọi người xung quanh khi mà tương xung tác động tiêu cực tới cảm xúc của bạn. Có những tình huống bỏ qua được thì nên cho qua, nói nhiều chỉ ra tăng thêm phiền phức mà thôi. Kiếp tài khuyên con giáp tuổi Tỵ lúc này đừng nghĩ tới chuyện gì quá to tát. Những thứ bạn nghĩ rằng không đáng nay lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy suy nghĩ nhỏ để giải quyết các vấn đề lớn ngày hôm nay. Nên thận trọng hơn với bất cứ món gì bạn ăn trong ngày. Đừng cố gắng kiêng khem quá nghiêm khắc không bỏ bữa, nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa trước ngủ. Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường, đỏ, cam quý nhân phù trợ, sử, thìn. Bảy, tuổi ngọ ngày 23 tháng 3 năm 2024 tỷ kiên chỉ ra rằng có những việc nếu tuổi ngọ chỉ nhìn tổng thể, sẽ không thể khám phá ra mọi khía cạnh của chúng đâu tỉnh táo và bình tĩnh để đưa ra quyết định phù hợp nhé những lời khuyên của người có kinh nghiệm hơn sẽ rất đáng giá đối với bạn lúc này thậm chí người ta nói với thái độ có chút gay gắt cũng đừng quá để tâm hãy tập trung vào nội dung họ muốn truyền tải để cải thiện sự thiếu sót của mình một lưu ý để bản mệnh có thể thay đổi cải thiện tình hình sức khỏe của mình đó là quan tâm hơn tới việc uống nước Việc uống ít nước, không cung cấp đủ nước cho cơ thể và cho thận sẽ khiến bạn thiếu nước gây tổn thương thận, suy thận. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, đỏ, trắng quý nhân phù trợ, tỵ, mão. 8 tuổi mùi ngày 23 tháng 3 năm 2024 một chương mới tốt đẹp đang chờ đón con giáp tuổi mùi trong ngày có tam hợp nâng đỡ. Bạn cảm nhận được sự trọn vẹn của cuộc sống khi nhìn thấy niềm vui. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt những người thân yêu. Thực thần mang lại cảm giác thư thái, an toàn và những động lực mới cho con giáp tuổi mùi bạn sẽ được truyền động lực để biến những mục tiêu còn đang dang dở của mình thành hiện thực. Tâm trạng đang vui cộng với cảm hứng sáng tạo trỗi dậy mạnh mẽ thúc đẩy bạn vào bếp và sáng tạo những món ăn mới. Nếu có thể, hãy mời thêm một vài người bạn để cùng thưởng thức nhé. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, tị, máu. 9. Tuổi thân ngày 23 tháng 3 năm 2024 người tuổi thân nên tránh xa những việc có thể gây ra những rủi ro dù là nhỏ hay lớn trong ngày tương hại tác động. Một số thách thức xuất hiện, đôi khi là điều cần thiết để bạn trở nên thận trọng hơn trong mọi việc ở thời điểm này. Chính tài hỗ trợ để tuổi thân tránh xa những rắc rối tài chính có thể xảy ra trong thời gian này nhờ thế mà bản mệnh có thể bảo toàn được số vốn của mình. Hãy tập trung để cải thiện sức khỏe của bản thân bạn nhé, đừng để ốm đau lại tốn thêm tiền. Bạn có thể tăng cường vận động nhẹ nhàng, tập thiền, yoga, bơi, đạp xe. Có thể ngâm chân nước nóng, tắm nước ấm, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, tím, trắng quý nhân phù trợ, thân, tỷ 10. Tuổi dậu ngày 23 tháng 3 năm 2024 xem tử vi hàng ngày, người tuổi dậu có thể nhận thấy vận may đang đến gần trong ngày thiên tài ghé thăm. Thậm chí có người còn nhận được món quà đắt tiền khiến bạn phân vân mãi là có nên nhận hay không. Mối quan hệ với đồng nghiệp đã được cải thiện rất nhiều trong thời gian vừa qua và nhờ đó mà bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn khi đi làm. Thế nhưng nếu vấn đề của bạn là ở kỹ năng thì nên cố gắng tìm cách để nâng cao năng lực của mình lên nhé. Về khía cạnh sức khỏe đã có những báo động khiến bạn phải lưu tâm hơn trong thời gian này. Vì bạn đã bỏ lỡ một thời gian khá dài, hãy chậm rãi bắt đầu chế độ thể dục với cường độ phù hợp. Giờ tốt, chín giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, trắng, xám quý nhân phù trợ, mùi, thìn. 11, tuổi Tuất, ngày 23 tháng 3 năm 2024 thương quan khiến nhiều việc diễn ra không như ý trong cuộc sống con giáp tuổi Tuất. Hãy cố gắng đừng căng thẳng hóa vấn đề và tìm một người bạn nào đó để có thể trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ của mình. Hơn nữa, tránh việc áp đặt hay muốn người khác làm theo ý mình. Đến khi họ làm trái ý thì bạn thất vọng, chán nản nhất là con cái, đừng nghĩ chúng nhỏ không biết gì, bạn nên học cách để tôn trọng ý kiến của con. Để kiếm được tiền không phải là việc dễ dàng gì. Thế nên bạn cần trân trọng từng đồng mình kiếm được. Việc mua sắm những món đồ đắt tiền hoàn toàn không thích hợp khi mà bạn đang nợ nần nhé. Giờ tốt, 19 9 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, đỏ. Đen quý nhân phù trợ, ngọ, thìn. 12 tuổi hợi ngày 23 tháng 3 năm 2024 người tuổi hợi muốn thể hiện chút quyền lực của mình trong ngày tự hình xuất hiện, thế nhưng dường như chẳng ai để ý hoặc không ai nể sợ. Lời khuyên là bạn không cần phải cố chứng tỏ điều gì cả, hãy cứ cư, cư xử bình thường, đơn giản như bạn trước đây là được. Chính quan ghé thăm cho thấy sự cẩn trọng đã giúp con giáp tuổi hợi nâng cấp được vị thế của mình trong công việc nhiều người hứa hẹn được thưởng hoặc tăng lương, thăng chức trong thời gian này. Bạn nên chăm sóc giấc ngủ thật tốt để cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. Ví dụ như bố trí không gian phòng ngủ thoáng mát, ánh sáng dịu nhẹ, không ồn, có thể nghe nhạc thư giãn. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, tí, dần.